động chạm tinh tế để người phụ nữ rung động. Các bạn thân mến, sự tương tác cơ thể là một điều cần thiết. Nó mang đến những cảm xúc hết sức tích cực trong tình yêu. Và làm gì có cặp đôi nào yêu nhau mà lại không khao khát được chạm vào nhau. Một vài những nghiên cứu tâm lý học đã chứng minh rằng sự đụng chạm có thể tạo ra cảm xúc ưa thích và sự hấp dẫn. Hay nói cách khác, khi bạn đụng chạm vào người phụ nữ, họ cũng sẽ trở nên bị thu hút bởi bạn. Tuy nhiên cái khó ở đây là động chạm như thế nào để không trở nên gượng gạo và cũng không khiến cho người phụ nữ nghĩ rằng người đàn ông chỉ là một tên dê cụ, chỉ là một tên thích lợi dụng và sờ sọ phụ nữ. Khó thì rất khó, nhưng cách thì vẫn có cách. Và với video ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tổng hợp và chia sẻ với các bạn những cách động chạm tinh tế để giúp cho các bạn tán được một người phụ nữ thành công. Động chạm phải theo phản xạ tự nhiên, hãy nhớ như vậy nhé, đừng nên gượng gạo. Điều này khiến cho mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và trơn tru hơn, giúp bạn hợp thức hóa mọi ý đồ xấu xa của mình. Việc tự nhiên hóa mọi hành động là lựa chọn khôn ngoan nhất. Một vài những hành động rất nhỏ sau đây có thể khiến cho bạn vô tình động chạm cô ấy theo cái cách rất tự nhiên và đầy mưu đồ của các bạn. Ví dụ như là có thể đội mũ bảo hiểm này, dắt cô ấy qua đường này, quan tâm đến diện mạo vẻ bề ngoài của cô ấy này, động viên an ủi cũng là một cách đụng chạm đến tinh thần rất hiệu quả, choàng chiếc áo khoác cho cô ấy, hay là gợi ý để cô ấy cũng động chạm lại mình theo cách tinh tế cũng là một cách tán gái vô cùng hiệu quả. Và cụ thể hơn, chúng tôi xin phép được chia sẻ ngay sau đây. Cơ hội đầu tiên cho các bạn khi được đụng chạm người phụ nữ đó chính là hãy đội mũ bảo hiểm cho cô ấy. Tất nhiên điều này sẽ xảy ra khi mà hai bạn cùng đi xe máy với nhau. Khi mà có cơ hội được đồng hành cùng với cô ấy thì hãy khai thác cơ hội này triệt để. Hãy bắt đầu bằng việc chăm sóc cho sự an toàn của cô ấy, tức là đội mũ bảo hiểm. Khu vực kéo dài từ má cằm và cổ rất nhạy cảm với người phụ nữ. Ai chạm vào đó xem như là đậu ngay vòng lại rồi. Bạn đang thực hiện việc này bằng vỏ bọc của một hành động hết sức dễ thương, chăm sóc cho sự an toàn của người phụ nữ. Bạn có thể nói, cái mũ này hơi khó đội, hay cái mũ này cái cách đội có thể em chưa biết đâu, để anh đội cho. Cứ phải cẩn thận em ạ. Một câu nói đơn giản nhưng bao hàm ý nghĩa của một người đàn ông biết chăm lo cho người phụ nữ. Mở rộng bàn tay mình ra và làm ơn đừng có run bần bật cái nón đấy. Hãy chủ động trong việc này, hãy cười nhẹ với cô ấy, bảo lại gần đây anh đội mũ bảo hiểm cho nào. Khi cô gái bước lại gần, bạn nhìn thẳng vào mắt cô ấy và đội mũ lên. Nhưng nhớ là trong lúc đội mũ thì hãy nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nhớ dùng tay động chạm vào má, vào cằm, vào cổ và vào tai cô ấy một cách vô tình thôi. Ví dụ như chẳng may thèo cái ngón tay giữa vào chẳng hạn. Đó là những vị trí nhạy cảm trên cơ thể của phụ nữ nên sẽ rất dễ để lại ấn tượng. Sau cái cảm giác được người đàn ông đội mũ bảo hiểm cho như thế này, người phụ nữ sẽ cảm thấy cực kỳ rung động. Họ sẽ đi chơi với các anh thật nhiều để tìm lại cảm giác này. Sau đó thì hai người lên xe và vi vu trên con đường thôi. Một điều rất đơn giản thôi, nhưng tôi tin rằng nó sẽ là một bí kíp rất lớn để các anh có thể chinh phục được người phụ nữ của mình đấy. Còn đối với những người phụ nữ đi câu thì sao? Cũng đơn giản không kém thôi. Tôi nghĩ rằng việc siết dây an toàn cho người phụ nữ khi lên xe cũng là một cách các anh có thể thể hiện được sự đụng chạm một cách rất tinh tế. Ngoài khu vực đầu và cằm ra thì eo người phụ nữ thật sự cũng là một điểm mà nếu như các bạn tận dụng được cũng khiến cho chị em phụ nữ lưu luyến không rời. Việc các bạn thắt dây an toàn vòng qua eo của người phụ nữ vừa thể hiện được sự chủ động trong việc bảo vệ an toàn cho cô ấy, vừa ít nhiều thông qua ánh mắt rất gần nhau như thế này, làm gì có người phụ nữ nào lại không rung động với những hơi thở đang rất gấp gáp ở gần mặt mình như vậy, đúng không? Xong bước đầu tiên, khi mà quan tâm đến sự an toàn của nàng, khi cô ấy dìu qua đường cũng sẽ là một cơ hội rất lớn để các bạn có thể có những sự đụng chạm. Chiêu này thì phải gọi là rất là phổ biến và hiệu quả bất ngờ khi mà áp dụng. Giả vờ vô tâm để nàng đi bên ngoài, rồi lại giả vờ giật mình, nắm tay kéo nhẹ cô ấy vào trong kèm theo những lời hỏi thăm rất vô dụng nhưng hiệu quả. Em không sao chứ, khi bạn thực hiện việc này ở nơi đông người thì càng hiệu quả. Bạn hoàn toàn có thể nắm lấy tay cô ấy để dẫn cô ấy xuyên qua biển người. Lưu ý là chỉ được cầm ở khu vực giữa cổ tay và khuỷu tay thôi. Trên nó thì hơi kỳ, mà bên dưới bàn tay thì lại dễ bị ăn tát. Đừng cầm tay nàng quá lâu,
một cô gái sẽ thấy tác phong lịch thiệp ấy quá mức hay là sự quấy rầy, và thậm chí có thể là sự thô lỗ nếu đừng cầm bàn tay phụ nữ quá lâu, cầm nhẹ nhẹ thôi rồi sau đó bỏ ra để chứng tỏ rằng mình quan tâm lo lắng chứ không phải mình có ý lợi dụng. Sau vài lần nắm tay như vậy, đảm bảo là cô ấy sẽ xem đó như một hành động quen thuộc, dùng cho các anh cầm cả ngày cũng được. Nên nhớ rằng sự tinh tế chính ở điểm này. Khi nắm tay người phụ nữ sang đường, nắm tay lôi cối sang, hãy nhớ rằng đi trước này, lôi cối sang theo. Đến nơi rồi thì cầm thêm một tí thôi rồi bỏ tay cối ra. Qua chỗ đông người lại cầm tay kéo cối qua, rồi lại cầm thêm một tí rồi lại bỏ ra. Cứ như thế, vừa thể hiện bạn là người dẫn dắt, che chở cho cô ấy, vừa được cầm tay mà lại không bị hiểu nhầm là mình lợi dụng hay là thích sờ soạng phụ nữ. Chỉ những hành động rất nhỏ này thôi cũng sẽ mang đến cho các bạn điểm cộng rất lớn đấy. Đụng chạm tinh tế thứ ba mà người đàn ông có thể tận dụng, đó chính là quan tâm đến diện mạo, đến vẻ bề ngoài của cô ấy. Những cử chỉ ngọt ngào bạn thường thấy trong phim, bạn đừng ngần ngại, bởi vì đó cũng là những cách tán gái thành công. Hãy áp dụng triệt để. Chúng ta thường thấy lông mi rơi trên mặt ai đó này, đặc biệt là trên má. Hãy nhẹ nhàng lấy cọng lông mi đi. Làm điều tương tự nếu như bạn thấy thứ gì đó trên tóc cô ấy, như là sơ vải hoặc là một hạt bụi hay là một chiếc lá, hãy cứ lấy tay gỡ xuống. Nếu như cô ấy bị tuột dây giày, hãy cúi xuống giúp cô ấy buộc lại. Nếu như cô ấy bị lem một vệt son thì hãy cứ lấy tay lau giúp. Tất nhiên không nên nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy cả buổi để tìm lông mi rơi ra ở đâu để mà nhặt. Nhưng nếu như bạn thấy vật này thì thật là tuyệt vời, cơ hội trời cho bạn ở đây. Bạn cũng có thể nói dối, hãy nói rằng có thứ gì đó ở trên tóc em này. Thậm chí thật sự là không có bất cứ thứ gì cả. Và hãy phá vỡ rào cản va chạm theo cách này. Đừng nhắc nhở, cũng chẳng cần xin phép, cứ thẳng tay thực hiện như một phản xạ hết sức tự nhiên, rồi cười trừ. Với một chút xấu hổ và ngượng ngùng, một chút đỏ mặt, một chút ấm áp, cô ấy sẽ nhớ đến hành động của bạn cả ngày hôm đó. Đấy là thành công của việc động chạm tinh tế. Tinh tế hay không chính là ở chỗ như vậy. Nó vừa giúp chúng ta đạt được mục đích, đó là chạm vào cô ấy để khiến cho cô ấy nhớ nhung lưu luyến, mà lại không khiến cho người phụ nữ cảm thấy khó chịu, cảm thấy mình là một người đàn ông xuồng sãng và thô lỗ. Nên nhớ rằng tinh tế chính là điểm cộng rất lớn. Động viên và an ủi, đụng chạm đến tâm hồn là một cách tán gái cực kỳ hiệu quả. Khi mà bạn có may mắn bên cạnh một cô gái trong những lúc mà cô ấy đang khó khăn nhất, đừng nản, hãy tích cực sử dụng sự đụng chạm tinh tế này. Bởi vì khi cô ấy mà trải qua được những giây phút khó khăn này, cũng chính là những lúc mà phòng vệ cô ấy yếu đuối nhất. Một cái vỗ vai sẽ giúp cô ấy tự tin hơn, một cái xoa đầu nhẹ nhẹ thôi cũng khiến cô ấy dễ chịu hơn. Thậm chí một cái ôm lúc này cũng không phải là thừa. Bạn cứ mạnh dạn làm theo bản năng của mình. Đang an ủi mà, cho nên cũng không cần phải ngại nhiều. Một người phụ nữ đang rất khó khăn, đang rất suy sụp thì sức phòng vệ cũng rất kém, và họ cũng không có nhiều năng lượng để mà đẩy ra xa những người đàn ông đang quan tâm mình đâu. Bạn có ôm cô ấy, cô ấy cũng sẽ hiểu rằng bởi vì anh ấy muốn che chở mình. Một hành động nữa cũng có thể khiến các bạn tạo thêm được ấn tượng đụng chạm với cô ấy mà không khiến cho cô ấy khó chịu, đó chính là hãy khoác áo cho cô ấy. Nếu như hai người chuẩn bị trở về và cô ấy cần mặc áo khoác, thì hãy đưa áo cho cô ấy như một người đàn ông lịch thiệp, sao cho cô ấy có thể dễ dàng luồn cánh tay của mình vào ống áo. Khớp ngón tay của bạn có thể nhẹ nhàng chạm vào cô ấy thôi. Nếu như cô ấy phản ứng tích cực và bạn thấy tóc cô ấy bị kẹp giữa hai lớp áo khoác và lưng, thì hãy cẩn thận kéo tóc ra cho cô ấy. Nhớ là đụng chạm thật tinh tế, chạm vào tóc thôi, đừng có chạm vào lưng và thịt người ta. Người ta sẽ cảm thấy các bạn hơi phần xuống xã. Hãy cứ từ từ, nhẹ nhàng, chạm được vào chỗ nào hay chỗ ấy. Từ từ bình tĩnh sẽ khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy mình được tôn trọng và cảm thấy mình có giá trị, cảm thấy mình đã gặp được người đàn ông thật sự tinh tế. Và cách cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đối với các bạn, đó chính là ngược lại. Hãy để ý và hãy gợi ý để cô ấy cũng có những hành động đụng chạm tinh tế. Tức là cũng đụng chạm nhau, nhưng mà người chủ động ở đây lại là cô ấy. Ở phía ngược lại, bạn cũng nên tạo điều kiện cho cô ấy thể hiện tình cảm với mình chứ. Đây cũng là phương pháp đo lường sự hứng thú của cô ấy dành cho đối tượng này. Bạn phải nhớ rằng phản ứng của người phụ nữ trước lần đụng chạm đầu tiên rất quan trọng trong quá trình mà tập cách tán gái.
có tổng cộng 3 trường hợp. Đó là cô ấy trở nên gần gũi hơn, hoạt bát hơn, thì hãy tiếp tục phát huy một cách nhiệt liệt phương pháp vừa rồi. Trường hợp 2, cô ấy bỗng trở nên bén lẽn hơn, ngại ngùng hơn, thì đây cũng là một tín hiệu tốt. Cô ấy chỉ đang ngại ngùng thôi, bạn cứ tranh thủ thời cơ, nhưng mà đừng có lạm dụng quá. Với những mẫu phụ nữ này thì lại càng phải từ từ, bởi vì họ cũng thích đấy, nhưng mà để mà họ phải thể hiện ra ngoài thì cũng không dễ dàng. Và trường hợp cuối cùng đó là cô ấy giữ thái độ bình lặng, hoặc là giữ im lặng, hoặc là có một chút tỏ thái độ không thích, thì hãy dừng lại ngay. Một số người không thích bị chạm vào, đặc biệt là khi mà chưa đủ tình cảm, quan hệ gần gũi, hoặc là những người phụ nữ họ không được yêu thích những đụng chạm của người đàn ông cho lắm, họ hơi khó tính, thì hãy từ từ. Nếu như bạn không muốn mối quan hệ này có kết thúc trước khi bắt đầu, chúc tất cả các bạn thành công và áp dụng một cách triệt để những bí kíp mà chúng tôi vừa chia sẻ để có thể chinh phục được người phụ nữ mà mình yêu, dù cô ấy có đang trong hoàn cảnh nào, dù cô ấy ở độ tuổi bao nhiêu nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi đã góp phần giúp bạn tìm được một người phù hợp cho mình và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.